Những ngày qua, dư luận xót xa trước thông tin mẹ ca sĩ Ngọc Sơn đột ngột qua đời ở tuổi 78 tại thành phố Vũng Tàu. Nhiều nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng nói lời chia buồn với ông Hoàng Nhạc Xến. Điều khiến mọi người đau lòng hơn là Ngọc Sơn không thể về chịu tang mẹ vì đang trong thời gian cách ly do có tiếp xúc với một ca dương tính COVID-19. Một người bạn thân của giọng ca sinh năm 1968 cho biết, nhận tin mẹ qua đời đột ngột, Ngọc Sơn khóc như mưa, chán trường không muốn làm gì. Tinh thần lẫn thể xác của anh đều mệt mỏi. Mới đây, chia sẻ với báo Vietnamnet, con nuôi của Ngọc Sơn Quách Tuấn Du còn tiết lộ thêm tình trạng đáng lo ngại của nam ca sĩ trong khu cách ly. Quách Tuấn Du nghẹn ngào. Người đau khổ nhất là bà Ngọc Sơn. Bà buồn, sốc và dai dứt trong bất lực. Bà hầu như không muốn nghe cuộc gọi nào, mà có nghe cũng không biết nói gì. Hiện tại, bà chưa ổn hơn chút nào. Nội theo bà quán xuyến mọi công việc ca hát đã 30 năm nay rồi. Chỉ 5 năm nay, do đau bệnh, sức khỏe yếu, nội mới phải buông tay thôi. Một người yêu mẹ như thế, nhưng mẹ mất khi đang ở trong khu cách ly thì thật sự là vô cùng thương. Chia sẻ thêm về mối quan hệ khăng khít của Ngọc Sơn và mẹ ruột, Quách Tuấn Du cho biết, bên nội, ba như một đứa trẻ được mẹ chăm từng chút một, đến nỗi bây giờ ba cầm tiền ra chợ sợ chẳng biết cái gì giá bao nhiêu. Trong làng giải trí, mọi người vẫn đùa rằng mẹ Ngọc Sơn chính là quản lý lớn tuổi nhất Việt Nam. Hầu hết những chuyện quan trọng trong cuộc sống của Ngọc Sơn đều do mẹ quyết định. Bà Kim Loan không chỉ quán xuyến tốt tiền nong mà còn rất biết nhìn người. Bà biết ai tử tế để đối xử lại tốt, âm thầm hỗ trợ. Với người xung nịnh, bà tuyệt nhiên không quan tâm. Đó là lý do dù Ngọc Sơn có nhiều con nuôi, học trò, nhưng không phải ai cũng thân thiết được với mẹ nam ca sĩ. Quách Tuấn Du tâm sự, mẹ Ngọc Sơn rất thương mình. Thời điểm bà sang Mỹ, trước khi đi vẫn dặn dò trợ lý và Ngọc Sơn nhớ bốc sâu cho Quách Tuấn Du. Nội cũng thường gọi tôi đi spa thư giãn. Tôi xem việc ra sân bay đón nội hoặc đưa nội đi đây đi đó rất bình thường như người thân trong gia đình với nhau. Con nuôi Ngọc Sơn chia sẻ. Theo tìm hiểu, em trai Ngọc Sơn là cựu ca sĩ Ngọc Hải đã làm đám tang cho mẹ. Ông Hoàng Nhạc Xến trong khu cách ly cũng tổ chức những nghi thức truyền thống để tiễn mẹ từ xa. Sáng ngày 12 tháng 7, mẹ Ngọc Sơn được đưa đi hỏa thiêu, sau đó trò cốt gửi về cho gia đình.